Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Thì nghe nói rằng á là trong cái bản cập nhật lần này á là có cái nhà kính mới gì đó mọi người, mà tìm mãi là không thấy luôn. Chắc là rất là nhiều bạn cũng không tìm thấy rồi đúng không? Các bạn xem đỡ cái nhà kính này của mình nha. Đây là cái công trình nhà kính như mình thiết kế đó mọi người ơi. Thiết kế cũng rất là lâu nha, để chuẩn bị cho cái buổi cập nhật hôm nay cho mọi người xem đó. Còn cái nhà kính mà mọi người nghe người ta đồn đoán á, thật sự là mình biết ngay từ đầu rồi, đó chính là cái nội thất nhà kính mọi người, chứ không phải là cái nhà kính mới như mà nhiều bạn hay nói đâu. Là các bạn chỉ cần mua cái khối nhà kính này rồi các bạn ráp lại thành một cái nhà kính thôi nha, rồi các bạn nuôi côn trùng bên trong, như vậy là các bạn có một cái khu vườn nhà kính nuôi côn trùng, đó là như vậy thôi nha, chứ không phải là có cái nhà kính gì đâu nha mọi người. Còn cái nhà kính á thì các bạn có thể xem đỡ cái nhà kính mà làm bằng những cái con cá khổng lồ như thế này của Na nha. Rồi ok, bây giờ Na sẽ lấy những cái lồng nuôi côn trùng ra để xem những cái lồng này nó như thế nào nha mọi người. Mọi người có thể mua những cái lồng nuôi côn trùng này nè mọi người, rồi mọi người gáp lại thành một cái nhà kính cũng được nữa đó. Rồi ok, bây giờ Na sẽ bỏ những cái con bọ hiếm vào nha. Đây là số lượng bọ hiếm mà Na có nè mọi người. Rồi bây giờ là bỏ con Hercules vương miện vào nha. Đấy, trời ơi sao mà nó nhỏ lắm mọi người. Cái này cái con bọ nó rất là nhỏ luôn, bỏ trong cái lồng lớn như thế này. Đấy, quay gần như thế này cho mọi người nhìn thấy nha. Đây là cái lồng này là 8 viên kim cương. Ok, bây giờ Na sẽ mua hết tất cả các lồng luôn để cho mọi người xem thử nha. Đây là cái lồng trắng to nè. Rồi bây giờ bỏ con gì đây? À, bỏ con bướm nữ hoàng đi nha. Rồi, đây là con bướm nữ hoàng. Khi mà bỏ vào cái lồng kính nè mọi người, con bướm này thì nhìn thấy bỏ vào lồng kính nó to hơn so với con bọ mọi người. Đó, bỏ vô thì nó to, nhìn vẫn đẹp hơn nha. Rồi bây giờ Na sẽ bỏ từng cái lồng nhỏ để xem thử nó như thế nào. À, những cái lồng nhỏ này á là chỉ bỏ được cái con bọ kẹp kìm vàng với lại là con bọ cánh cứng thôi nha mọi người, chứ thật sự là nó không bỏ được bọ hai khiêu lít với lại là con bướm nữ hoàng đâu nha. Những cái lồng nhỏ này nè, vì hai cái con kia là hai cái con thuộc dạng to đó mọi người. Thuộc dạng to là chúng ta phải bỏ vào cái bể lớn đó, bỏ vào cái lồng lớn, còn những cái con nhỏ thì chúng ta có thể bỏ vào những cái lồng nhỏ nha. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến Liren để làm nhiệm vụ kiếm Super Round nha mọi người. À mà mọi người đang xem video nhớ cho Na xin một like với một lượt đăng ký kênh và nhớ bật chuông luôn nha mọi người, để nhận thông báo khi nào Na ra video đó. Rồi mọi người vào xem đầu tiên luôn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ gặp làm cái nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là gặp bờ rau, chào hỏi bờ rau. Rồi bây giờ là chúng ta đi tìm bờ rau. Bờ rau đứng ở đây nha mọi người. Lần đầu tiên là chúng ta sẽ gặp bờ rau ở đây, sau đó chúng ta quay trở lại bờ Ligen để gặp hai cái anh chị áo xanh này nha mọi người. Gặp hai anh chị áo xanh này để mà chúng ta nhận phần thưởng nha. Rồi nhận phần thưởng gì đây? Đó chính là một cây pháo sinh nhật bờ rau mọi người ạ. Chúng ta kiếm những cái xu này để nhận những cái phần thưởng trong đây nha mọi người. Khi mà mọi người kiếm được xu á là mọi người có thể mua những cái món đồ trong đây. Rồi khi mà chúng ta mua hết những món đồ trong đây thì phần thưởng cuối cùng của chúng ta nhận được đó chính là cái chiếc xe này nè mọi người. Đó chính là cái chiếc xe này nha. Đây chiếc xe rất là đẹp luôn nha mọi người, mà không biết tốc độ bao nhiêu mọi người ạ. Nhưng mà lần này á là chắc những cái bạn chơi cũ á là chúng ta có kinh nghiệm tìm xu rồi mua những cái này rồi đúng không? Chắc là có một số bạn mới á là kiếm xu lần đầu, nên là mình hướng dẫn cho các bạn nha. Đó, khi mà chúng ta mua hết phần thưởng là chúng ta sẽ nhận được cái chiếc xe đó nha mọi người. Rồi ok, bây giờ chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi tìm bờ rau tiếp nha. Lần này á là chúng ta sẽ đi tìm bờ rau thật giả mọi người ạ. Đây, ở đây mình gặp một bờ rau rồi nè. Rồi để coi coi bờ rau thật hay giả nha. Đây, rồi. Để coi thật hay giả nha. Rồi tìm đúng bờ rau thật luôn rồi mọi người ơi, rất là nhanh luôn nha. Như vậy là chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ của Aiden rồi đó mọi người. Rồi xong hai lần rồi, bây giờ là chúng ta tiếp tục vào đây gặp cái hai cái anh chị màu xanh này rồi chúng ta làm nhiệm vụ tiếp nữa nha mọi người. Lần này là chơi trốn tìm với bờ rau. Đó, mỗi lần như vậy là kiếm được 45 xu nhưng mà xem quảng cáo là sẽ nhân 3 nha mọi người. Đó, đây chính là cái cách kiếm xu nha. Nếu mà bạn nào mà không có rối bờ lết á là các bạn phải xem quảng cáo, còn như Na là có rối bờ lết là chỉ cần bấm nhân 3 là được thôi. Rồi bây giờ là tìm bờ rau thì bờ rau á là có thể trốn ở Đao Thao hoặc là bờ La Gia hoặc là Cambin, tùy theo cái nhiệm vụ của mỗi người nha. Như cái nhiệm vụ lần này của Na là tìm bờ rau ở bờ La Gia nha mọi người. Mọi người có thể bấm vào cái hướng dẫn để xem là nó kêu mình tìm ở đâu nha. Rồi, ví dụ như lần này là mình tìm ở bờ La Gia nè, mà tìm hết ngóc ngách rồi đó mọi người mà không tìm thấy. Ở trên đây là chưa có tìm nè, để lên trên đây thử coi có gặp bờ rau hay không nha. Trên đây không biết có ai hay không đây, rất là vắng luôn. À, bờ rau đây rồi mọi người. Trời, trốn rất là kỹ luôn nha, núp tuốt trên đây luôn nè mọi người. Đấy, như vậy là Na đã tìm được bờ rau rồi nha mọi người. Đây là cái nhiệm vụ thứ ba đi tìm bờ rau nha. Các bạn cứ việc làm hết cái nhiệm vụ của hai cái anh chị màu xanh đó rồi để kiếm những cái xu nha mọi người. Đó, nhân 3 như vậy là được 135 xu nữa. Rồi ok, bây giờ là chúng ta tiếp tục quay trở lại Liren nữa thôi mọi người.
Làm càng nhiều, các bạn làm càng nhiều càng kiếm nhiều xu, rồi các bạn mới bắt đầu mua nhanh được những phần quà đó nha. Rồi lần này là nhiệm vụ bắt cá hồi đại dương. Bắt cá hồi đại dương xong rồi, bây giờ là chúng ta đi giao cho bạn bờ rau nha. Mình đang có sẵn cá hồi đại dương trong ba lô rất là nhiều luôn đó mọi người. Bây giờ là chỉ tìm bờ rau rồi giao cho bờ rau thôi. Đây bờ rau đứng đây nha. Rồi như vậy là xong cái nhiệm vụ thứ tư nha mọi người. Đấy, tiếp tục nhận phần thưởng nhân 3, lại được là 135 xu nữa. Đây, như vậy là xong nha. Rồi bây giờ tiếp tục vào Liren làm cái nhiệm vụ thứ 5 nha mọi người. Nhiệm vụ thứ 5 là giải đố XO nha mọi người, là mọi người trả lời những câu hỏi của các bạn Aiden đưa ra nha. Rồi các bạn trả lời cho chính xác, trả lời xong rồi chúng ta tiếp tục nhận được 135 xu. Đó, như vậy là được 135 xu nữa nha mọi người. Như vậy là hoàn thành xong 5 cái nhiệm vụ của bạn Aiden này, là coi như là hết nhiệm vụ nha, hết nhiệm vụ rồi đó. Rồi bây giờ là chúng ta xem thử coi còn cái cách nào mà kiếm xu nữa hay không nha mọi người. Đó là giải quyết nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hàng ngày nha. Xem quảng cáo là rồi, rồi giải quyết nhiệm vụ của Aiden là xong. Rồi là hai cái là mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi nha. Còn cái nhiệm vụ hàng ngày á, nhiệm vụ hàng ngày là cái này nè mọi người. Nhiệm vụ hàng ngày là kiếm được thêm 20 xu nữa nha mọi người. Đây, nhiệm vụ ăn thử gì đây? Cách khi Connie. Thôi, cái này thua rồi. Chắc là mua cái máy về làm bánh đó mọi người. Nên là bỏ qua đi nha, để coi còn cái gì hot nữa hay không. Đây là trang phục mẫu giáo Liren, 133.609 đồng nha mọi người. Đó, ai có điều kiện thì mua đi nha. Gặp như na là thắc đi thấy là không có điều kiện để mua rồi mọi người. Rồi ok, bây giờ bắt đầu coi còn cái gì nữa hay không nha. À quên nữa, nhận phần thưởng bảo trì định kỳ nữa trời ơi. Phần thưởng bảo trì định kỳ lần này được hai cái vé bốc thăm chủ đề nè mọi người. Rồi tiếp theo là cái hộp đá quý may mắn nè. Để coi được bao nhiêu viên đá quý nha. Rồi 10 viên luôn. Rồi tiếp theo là cái hộp tiền sao nè. Để coi bao nhiêu tiền sao đây. Rồi 777 tiền sao mọi người. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ bốc thăm thử coi. Bốc cái gì đây? À, bốc thăm kỳ lân cầu vồng đi nha. Để xem có nhân phẩm ra cái con kỳ lân hay không nha mọi người. Ra gì đây? Rồi luôn, vách ngăn cầu vồng luôn, nịch luôn rồi. Tiếp theo luôn nè. Lần thứ hai đây, rồi luôn. Bàn bếp kỳ lân biết tôi ghét nội thất, cho nội thất không gì trời ơi. Đúng là đồ miễn phí có khác nha mọi người. Rồi ok, bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ vào cái tiệm kem Vani nha. Đây là cái tiệm kem Vani nè mọi người. Để vào ăn kem thử nha. Đây, đây là cái tiệm kem Vani nè mọi người. Đó, bạn nào thích ăn kem có thể vào đây ăn kem đi nha. Ăn cho tới khi nào súng găng hết thì thôi nha mọi người. Rồi đùa mọi người tí thôi nha. Rồi ok, bây giờ Nay sẽ chỉ cho mọi người cách nhận những cái phần quà miễn phí nha. Đầu tiên các bạn lại cái bạn bơm này nè. Đó, lại bạn bơm này coi chừng nổ nha mọi người. Rồi các bạn nhận cái nhiệm vụ của bạn này, đó chính là đi mua một cây kem Vani thật ngọt ngào mang về cho bạn ấy nha. Rồi các bạn có thể chạy qua bên đây để mua cây kem. Đó, nó có hướng dẫn hết đó mọi người cứ việc chạy theo thôi nha. Rồi, tiếp tục chúng ta bay qua đây, rồi chúng ta hốt một cây kem xong chúng ta quay trở lại nha mọi người. Hiện tại là mình có sẵn cây kem trong ba lô á, nên là nó lại đây, nó không cần mình mua luôn mọi người ơi. Nó cứ việc chạy ra đây xong nó kêu mình quay lại trả nhiệm vụ là xong. Rồi, bây giờ chúng ta gặp cái bạn bơm này nha, bạn ấy sẽ cho chúng ta một cái cây bơm. Sorry, một cái cây que nổ nha mọi người. Đây, đây, đây là cái cây que nổ Vani nè. Rồi, tiếp tục các bạn lại chạy qua các bạn nữ bên đây để chúng ta làm nhiệm vụ tiếp nha mọi người. Đây, bạn này tên là Ba Co nha, Ba Cót gì đó. Rồi ok, bây giờ là nhiệm vụ là chúng ta đi tìm thẻ thành viên, tìm 5 thẻ thành viên mọi người. Tìm 5 thẻ thành viên thì các bạn chỉ việc tìm trong cái tiệm kem Vani này thôi, chứ không phải là đi đâu xa đâu. Là như vậy mình đây nè, đó mình tìm thấy một cái thẻ thành viên rồi nè. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn 5 chỗ mà xuất hiện thẻ thành viên đầu tiên luôn nha. Hình như nó giống nhau đó mọi người. Mình thấy những người trong team mình á, là tìm lần đầu á, hầu như là tìm giống nhau, những vị trí giống nhau mà. Đó, như vậy là mình tìm thấy 3 chỗ rồi nha. Rồi cái tấm thẻ thành viên thứ tư á, là mọi người chạy lại cái chỗ mà chiếu phim này nè mọi người ơi. Đây cái chỗ chiếu phim này nè. Đó, là chúng ta sẽ thấy được cái tấm thẻ thành viên thứ tư nha. Đó, mình chỉ cho các bạn tìm cho nhanh luôn. Hình như là người nào cũng giống nhau lần đầu hết đó mọi người. Mình thấy vị trí xuất hiện là giống nhau lần đầu tiên nha. Rồi cái tấm thẻ thành viên thứ năm là mọi người tìm ở trong đây nè. Đó, trong cái anh bán bánh này nha. Đó, như vậy là chúng ta đã tìm thấy 5 cái thẻ thành viên rồi. Rồi các bạn quay lại đây, các bạn trả nhiệm vụ, rồi các bạn sẽ nhận được một cái phần quà miễn phí tiếp theo nha. Đó chính là mũ cây kem Vani nha mọi người. Đấy, như vậy là chúng ta có được hai cái món đồ rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, rất là xinh luôn nha. Mũ cây kem rất là xinh luôn mọi người. Rồi, đó cho mọi người xem nè. Đó, mũ cây kem.
với lại là một cái cây que nổ nha mọi người. Rất là đẹp phải không mọi người? Đó, mọi người cứ việc làm để nhận những cái phần quà miễn phí này nha. Rồi ok, bây giờ thì xin chào và tạm biệt mọi người nha. Nhớ ấn like, đăng ký kênh và bật chuông để đón xem những video mới nhất của Na với nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo.